Như các bạn đã biết, 12 sao là con số tối đa dành cho các quái thú trong trò chơi Yu-Gi-Oh. Đó như là một luật bất thành văn. Ấy vậy mà, các quái thú EDZ đã phá vỡ quy luật đó khi mà Konami phát hành ra lá bài Number IC-1000 Numeronius Numeronia. Đây là một quái thú EDZ rank 13, các bạn không nghe lầm đâu. Rank 13, nguyên liệu triệu hồi là 5 quái thú 13 sao. Nghe tới đây là sai rồi đúng không? Làm gì còn quái thú nào khác có sao hay là hạng 13 đâu mà dùng 5 con để làm nguyên liệu triệu hồi đó nó. Đúng vậy, cho nên quái thú này chỉ có thể được triệu hồi bằng hiệu ứng của quái thú rank 12 Number 1000 Numeronius, nhưng mà không khả quan hơn là bao nhiêu á. Nếu như IC-1000 được triệu hồi đặc biệt bằng C-1000, nó sẽ có công thủ là 100.000 trong lượt đối phương. Do triệu hồi khó khăn nên hiệu ứng của IC-1000 cũng rất là bá đạo. Nếu quái thú này không phát sinh chiến đấu thì bạn sẽ thắng vào cuối lượt đối phương, nhưng hiệu ứng của nó lại buộc đối phương phải chiến đấu với nó. Trong khi sức tấn công của nó là 100.000, nó còn có hiệu ứng ngăn chặn đòn tấn công để mà hồi phục điểm gốc nữa. Ủa, rồi giờ mày muốn tao chơi sao thằng kia?